xin chào bạn. Chào bạn. Chào bạn, nè em mình sẽ làm clip ném gỗ nha bạn. Ném đá. Ném banh đúng rồi. Anh em mình sẽ làm clip ném banh vô cái thùng các bạn, giống như ở mấy gian hàng ngoài chợ hay đít túi ném vô cái thùng cái lăn ra mà. Ở chợ. Đúng rồi, nó ăn nghe anh ăn tiền em mình nhiều lắm mà anh em mình vẫn thích chơi, không biết sao. Trời ơi, em ném mà. Một ba trái. Dạ, trái như hồi đó là nhiêu tiền quên rồi nãy. Hồi đó 5.000 là 10.000. 10.000 ba trái. 10.000 ba trái. Thì ba trái em hụt hết ba trái lỗ 10.000. Trời ơi, em ơi. Đây, hôm nay anh em mình đã chuẩn bị một gian hàng gọi là thảy thùng mini nha các bạn. Đó. Đây là những trái banh anh em mình sử dụng từ mấy lý trước các bạn. Ấy, bảy nhiêu gồng, bỏ xuống, xuống. Đây. Ai chơi giờ không biết được chơi đi lụm luôn nè, nhanh gọn lẹ. Biết được chơi không? Đây. Mỗi người sẽ mua mấy trái tỉa nha bạn. Đúng rồi. Anh em mình sẽ đứng ở mức dưới đây. Rồi. Ném vô cái thùng của nó là được. Nè, ném nè. Chiu. Vô. Rồi, vô. Vô. À lá rồi ném mạnh gì ở văng ra gì sao? Ném có quà. Cái bánh này nó nằm ở trong thùng thì mới có quà chứ em. À, lẩm khang. Dạ. Rồi. Chút xíu nữa anh em mình sẽ bỏ phần quà tương ứng với mấy cái thùng ở sau lưng nha các bạn. Rồi. Sao hả? Lấy quà đi hả? Cái quà gì ha, từ để đổ bớt nước để em ơi. Nãy mới rửa nha mày. Trời ơi, cái hùng mà không rửa nữa mày. Còn rửa cho sạch chứ em. Đúng là anh thắng mà. Ai vô hùng đỏ là xui đó anh thắng. Sao xui? Tại vì nó nhỏ quá, hãy không vô luôn. Rồi, lấy quà lên đây. Đây khang, đưa anh. Hùng đỏ, cho bánh đỏ. Bánh xì nắc tôm các bạn. Cái nào đỏ để màu đỏ. Ngoài này màu trắng phải không? Trắng, hay màu xanh. Cho màu tím. Đây, nèo trắng, tròn trắng. Đúng rồi. Rồi, con này bỏ lại nào thôi. Nào hết quà đó thì hiếm vô. À, hiểu mình lấy tiền mình mua bằng gì vậy? Tiền hả? Đúng rồi, đâu, tiền đâu. Ủa, tiền nãy anh mới lấy ra. À, trả đây coi. Rồi, chia đi anh thắng. Chia đi. Chia đi ha. Ủa, có anh thắng mà. Có anh thắng mà, không lẽ anh thắng không chia. Ừ, phải chia chứ. Đúng rồi. Cho mấy em mượn này chơi nha các bạn. Không đúng rồi. Mấy em buồn. Rồi, ngồi xuống đi. Mẹ buồn đó. Gì ha? Gì đi. Thằng cọc được rồi. Thằng cọc ha. Đúng rồi. Đây, thằng cọc. Đây, thằng cọc. Rồi, đây, thằng cọc. À, không được nha. Chia kỹ nha. Chia điều em nói gì nữa. Thôi, điếm đi. Điếm đi anh thôi. Điếm. Điếm à? Đúng rồi. Từng người 40 tạ được rồi anh thắng ơi. Thôi, người 30 thôi. 50. 30 thôi. 50 chơi cho nó nhiều. Rồi, điếm đi. Điếm nè. Rồi. Bỏ lại đây. Rồi, bỏ lại đó. Đây. Rồi. Chia đi. Năm chục tà rồi của khen rồi. Rồi của em. Rồi phải đóng lại của anh. À được chia 50 luôn. Đóng lại của anh chưa? Không được. Làm ơn dịnh 50. Rồi đủ rồi đó anh ha. Rồi đóng này dư quá anh em nhà. Đem cắt đi cắt đi. Sao giờ mấy em muốn chia chú Hồng sao? Quýt đi. Để em chú Hồng cho. Em chú Hồng nữa hả? Đúng rồi. Hồi nay cho Khang là chú Hồng trước đó. Thôi cho em đi ha. Thôi vậy hay em xúc xì đi. Rồi xúc xùm. Xùm. Rồi lắm em làm chú Hồng. Trời ơi chú Hồng không? Từ từ. Gom tiền vô đây. Gom tiền vô cái. Đây. Rồi vô đây. À để đây nha bạn. Rồi Khang mua mấy cục. Như tiện trái. À hai hẻ. Hai hẻ một trái. Hai hẻ một trái anh Thân. Đúng rồi, hai hẻ một trái em ơi. Đúng rồi. Rồi Khang mua mấy trái. Nè anh mua một trái tết trước. Rồi. Người 4 vòng anh Thân. Người 3 em ơi. Thôi 4 đi anh Thân rồi. Không. Ai. Thôi em ơi. Mỗi người 3 lần luôn. Rồi vô. Đừng ném đầu tiên. Phải ăn gì ta? Phải ăn bánh. Hụt khoan. Để anh lụm banh, em anh là chủ hầu. Hụt. Từ từ. Trời ơi, để nó banh từ từ lụm chủ hầu ơi. Thôi. Hụt. Rồi. Ê. Đâu? Chạy tiếp. Rồi một trái. Lấy cho này. Hai tờ. Ba trái luôn. Vậy, ba trái luôn hả? Trái. Rồi để tôi lượt thêm ơi. Rồi lại thêm một lượt nữa nha. Rồi ba trái. Rồi ném đi thác hút rồi Khang đấm đây trời. Rồi
ra các bạn. Rồi khen mua mấy tà một trái hả? Anh Thắng mua hai trái đi anh Thắng. Rồi hai trái luôn. Ây da, nhóc cho tiền nha các bạn. Hai. Rồi khen một trái đến trước đi. Được cuối đó nghe ngoan. Đúng rồi. Hút lát. Từ từ. Hút lát. Trời ơi xíu đi vô rồi. Hút lát nha các bạn. Rồi. Hút lát. Rồi nè bạn giao cho anh Thắng. Rồi tới lượt em. Rồi tới khen đi. Nè 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 khen. Rồi anh Thắng mua mấy cái? Mua gì? Nó làm hậu phải em làm hậu đâu mà em hỏi. Mà anh Thắng mua mấy cái? Cho em biết. Em mua mấy trái? Em mua hai trái. Vậy em mua trái. Ok luôn. Rồi nè khen. Hai trái của anh. Một trái. Một trái. Ây da. Ai nhìn diện như Thắng nha. Có nghiệp đó. Này chơi ai này chơi vui mà. Ừ. Đúng rồi. Này chơi coi thằng nào nhiều bánh nhất nó ăn ngon hơn thôi. Rồi đấy đúng không? Vô. Trời ơi. Ngoan. Bỏ lại đi đâu hả? Bỏ lại. Đó tự lập. Nè anh Thắng. Ôi cái món nó dở lắm. Dở mà hay ghét dở cũng ăn luôn. Ăn đi Thắng. Ê. Rồi. Ghét luôn. Anh Thắng bị tắt 3 giây ghét. Tới 4 giây anh mới lụm mà. Xin lỗi bạn nha. Mình lại xé hơi mạnh bạo xíu. Mời bạn nha. Mời bạn nha. Đưa ké. Mấy đó bốn giày rồi. Rồi tiếp 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 tiếp. Mới rớt xuống 12 giày nha bạn. Vậy thôi anh đi mua mấy cục đây. Còn anh một cục. Rồi ra đây. Rồi anh mua mấy cục. Anh mua một cục. Rồi Thắng. Anh Thắng mua mấy cục anh Thắng? Ai mua hai cục? Hai cục Thắng. Có anh để vô chứ. Anh mua mấy trái anh Ngoan? Anh mua một trái. Rồi sao đưa cho em bốn trái? Hai trái kia của anh. Đúng rồi, rồi lấy hai trái đi. Rồi được chưa? Một trái. Họ nó được lấy tiền anh Thắng. Có được lấy tiền mua mà mấy cái này không? Không em ơi, tiền này chỉ là để dành mua lô banh thôi. Rồi vô đi. Vô. Ném cái này văng qua kia. Qua đây, qua đây. Vô. Vô quay cho bạn coi vô đàng hoàng nha bạn. Đúng rồi, quay đây. Vô nha bạn. Vô đàng hoàng. Rồi, anh mới ăn xong giờ tới em nữa không Ngoan? Đúng rồi. Ăn gì Ngoan? Đậu phộng. Anh xé không bảo giống như anh rớt nữa nha. Tôi có đậu này đậu phộng rớt là không có ăn được đâu. Ê mấy bạn nha, mời thằng Báo ăn nha. Đây nè. Sớm à. Cảm ơn. Sớm mẹ ăn anh hai cây về em trả anh lại hai cục. Hai cục ha. Thôi anh ăn cục rồi đây. Hãy mời bạn nha, mới ăn ké của mày làm hồ liên cục. Dạ hai người mua mấy cục tiếp đây. Bánh vẫn ngon như lần đầu. Chú Hầu, thêm đồ vô cây. Đây. Để cho chú Hầu lửa. Để cho chú Hầu lửa đi. Rồi chú Hầu cứ đừng nhẹo ha. Trời đó là chú Hầu này làm ăn gì đó. Cái này dành cho anh Thắng được nha. Cho thêm trà dầu ăn nữa. Đó. Rồi tiền Minh đi. Vậy được, còn Thắng, còn Thắng. Còn Thắng. Bỏ bánh này đây chứ, em ném hết được rồi mà. Ồ, tôi là Thắng lắp nghe. Bánh cháy đi con. Ừ. Rồi anh Thắng tiếp. Rồi tiền Minh đi. Em mua mấy trái không em? Thôi anh mua một trái rồi. Anh Thắng mua mấy trái. Ừ, lượt cuối mà anh mua hai trái. Mua ba trái luôn đi. Không, anh mua hai trái hả? Đó, ném. Ôi, chú mua ba trái kìa. Nhưng mà cũng không tính. Nè, ném rồi. Nhìn thấy lên đó rồi. Rồi, ném lên đó. Vô. Rồi, chú Thầu tới anh Thắng. Tức quá bạn ơi. Nó dằn vô xong rồi đã cái dằn gà.
Rồi, mua 2 trái hả ơi. Bạn chuyên lăn nè. Bằng tiền qua đây. Yeah, em mua mấy trái? 2 trái. Đây, 2 trái, ok. Em mua 1 trái phải không? Ok, ok. Xui. Rồi đi luôn nha các bạn. Trái cuối. Rồi đi về đây luôn rồi. Ai chứ nào? Em mua mấy trái? 2 ngàn á. Ngoan, em mua mấy trái ngoan. Mua 2 trái em đi em ơi. Mua 2 trái em chứ. Đây, trái của em. Ok. Rồi mấy em ném đi. Ôi, lăn đi vậy bạn ơi. Ôi trời ơi, xui mấy đồng hồ ơi. Rồi, khen ném đi. Em. Ôi, dây vô hùng số 2 các bạn. Hùng số 2 thì bị bánh chén nha. Ê, trả banh cho anh em ơi. Rồi, ăn bánh chén đi. Trời, dạ. Trời, sắp còn đỏ mà, sắp gì đó các bạn. Rồi, bọt không luôn rồi. Chứ này hàng nào vô uống sắc màu luôn. Dạ, được không ơi. Này, em sợ cay lắm nên ăn ít thôi. Đây, mời các bạn ăn nha. Mời anh Thắng lùng thịt ăn nha. Đây, mời các bạn ăn lại nha. Có cay không? Có cay. Ăn hồi mới biết cay hả? Rồi, bây giờ ăn tiếp hay là chơi tiếp? Chơi tiếp. Rồi. Ngon quá bạn ăn. Nè. Hai cục hả? Có một cục hả? Bốn sĩ. Bốn sĩ. Hụt nhé bạn. Cái anh ba báo. Vô con, vô. Hên quá, vừa vô bạn ơi. Vô này uống, hồi là anh Thắng sống bao tử. Vô nè. Vô. Không vô. Vô rồi bạn ơi. Mua mấy trái khen. Một trái. Hai trái. Rồi, lụm hai trái đây. Đi. Lụm một trái. Rồi, đưa anh Thắng một cục. Nè, ổi đây. Đây nè, chứ cho. Thắng phái bịch nãy bạn ơi. Hụt. Rồi. Buồn quá. Hụt. Thầm trời nhóc ác này nó lấy hết quả bạn ơi. Hụt. Hai trái tiếp. À dạ, hai trái tiếp nè. Nè. Trái. Ê, chút bánh này kìa. Chút bánh nhưng mà không có vô hồn. Hụt rồi đó Khang ơi. Quá nhẹ em ơi. Rồi quá mạnh em ơi. Em uống chai này nữa gì? Tụi em vô làm kìa. Hết lượt rồi, ngoan làm hồ hết lượt rồi. Đúng rồi. Rồi, tới lượt Khang làm hậu các bạn. Mình đi. Đây, hai trái. Đi. Vô. Thằng gà cứu được đó. Thằng gà này. Cái gì đi em ơi. Vô. Hay quá. Ấu rồi đó, Xì nách, ô xì cay. Xe. Ấu xe ngu rồi bạn ơi, nãy xe ngu rồi. Dạ. Dưới đâu rồi, xin ăn nhanh dạ, mày này xin ăn nhanh dạ. Xin ăn không? Dạ, chúi cay. Chủ bánh chưa được ăn rồi, mấy này nồi ăn ha. Mời bạn nha. Rồi, mời bạn nha, mời bạn nha. Không cần nữa, ghét. Rồi, giờ ai ném đây? Rồi, còn 2 thùng nha các bạn. Ném đi. Hết quà, còn 2 thùng nha các bạn. Một trái hụt. Hụt. Đây. 4 xị. Một trái. Giờ rau cuối đây. Đủ. Dạ. Kẹo hả? Được một kẹo trời. Ai lại muốn uống cái lon xịt bia thế này. Tối ngày sắp hoài. Kẹo này kêu gì ngon à? Kẹo gì ngon ta? Gỡ ra kêu gì? Kẹo kim bắp. Nói gì vậy? Kẹo gì kỳ á Khang? Ai biết. Khui giùm anh đi, em không biết khui. Khui giùm anh đi. Chạy ra đi khui, rõ đâu mà em nội. Em là quý sợ tộc, khui đi. Này khui sao? Khui sao? Này kẹo gì đâu ăn, phải kẹo vậy. Kẹo gì kỳ vậy? À, đây này kẹo gì vậy? Kẹo muối. Đây, kẹo này kẹo gì vậy? Kẹo nữa bạn, mời các bạn nha. Ê chàng shit luôn. Kẹo gì vậy? Dặn ngược rồi ông ơi. Đây, để tôi dặn cho.
thôi. Anh ném vô cái nữa cái lụm. Vô. Vô. Vô đây, vô đây. Vô đây. Vô. Không tin, không tin. Thôi bạn ơi, còn lại mẹ bỏ lại đi quen rồi, không tính quen ơi. Còn chai nước cuối cùng mình ném biết nào nó vô đó. Sao không em, tỷ lệ bây giờ chỉ còn là bọt cuối của em đó. Nhanh lên. Em mới lượt rồi đâu ngoài á. Ôi xuống. Trời ơi, ngạn gian gian không được nữa. Không. Đây, 3 cục. Rồi ai cũng 3 cục hết rồi, anh bán cho ai? 3 cục. Em lấy trước rồi, em cầm 2 cục trước rồi. Rồi đưa 1 cục cho anh. Thôi đưa cục cho Ngoan. Ngoan mỗi giờ mỗi người chơi 3 cục luôn bạn. Còn có một hùng hình đó là chơi khô máu luôn. Rồi. Ngoan. Để đi. Ê. Ở đâu này hả? Nè. Trả lại trái đó. Còn 2 trái đó nghe. Còn trái cuối. Nè, Khang, 3 trái của em. Khang, làm gì Khang? Trời ơi, trời, nhìn thấy còn đứt tiền nữa không nội? Rồi, em lấy hết dư đây anh à. Gì vậy? Mấy gì này chơi như, hồi nãy em còn 3 trái, anh em hết 3 trái đi, này tính sai em ơi. Anh định chơi khô máu luôn Công An. Sao Công An? Tức rồi. Đếm tiền đi Công An. Công An cũng bắt đầu đếm tiền nha bạn. Rồi, đếm đi. Ra ngoài. Ra ngoài nữa. Rồi đi luôn chúng chai cầm đỏ. Rồi rồi ai đưa tiền trước là có banh trước nha. 4 nè, em mua 4 trái. Trời trời, nhiều vậy. 4 trái luôn hả? Rồi, xếp hàng đi. Ngoan làm hồ tới 4 trái lận. Đéo đi. Rồi, 1 trái hột. Rồi, 2 trái hột. Rồi, 3 trái hột, trái cuối. Nè. Rồi, 4 trái hột lắc. Nè, 9 trái à. À đủ giờ em mua mấy trái? 9 trái. Nhiêu đây, 9 trái hả? Bà có định kiểm này không? Thôi, tin tưởng nạn lần này, 9 trái nha. Ngồi nè, em coi đó. Coi gì? Coi nó ném. Hết tiền hả? Đúng rồi. Gì? Chút láo một đống nè các bạn. Liền xong. Rồi, 9 trái của ngoài Khang không khí bắt đầu. Trái đầu tiên. Từ. Mới coi trái đầu tiên cái nó làm luôn rồi. Rồi, mình dư đóng tiền kia. Rồi. Đây. Trời ơi, khui sẽ ăn rồi. Xong khui đi em, khui trên bờ là xì cái bọt á. Không, để trên bờ đi, có gì anh bú ké. Có gì anh bú ké. Đem xong khui đi. Bị chạy con bà rồi, chạy con bà lắm nữa rồi. Rồi khui với em đó đi Ngoan. Uống giùm đi, uống giùm đi. Rồi, Khang chuẩn bị chưa? Chai! Bú nè! Bú đúng rồi, bú! Chai! Chai! Trời đất ơi, coi kẻ bú rồi bạn. Rồi, bú đi Khang. Trời, xe không mời bạn Khang. Rồi, ha, quay. Mời các bạn uống nha. Rồi, mời ngâm cũng nha. Xong em. Mời ngoan hồ mập địch mình uống nha. Nó uống rồi, mời gì nữa. Các bạn nha, mình đang ké. Trời ơi, trời, mẹ thánh bú liếm rồi bạn ơi. Ê, đâu rồi, đâu hả? Trời ơi, dục kế luôn bạn ơi. Ok các bạn, thì clip của anh em mình hôm nay tới đây nha các bạn. Cái này, mấy này chơi hay quá các bạn ơi. Thì nếu các bạn thấy video của anh em mình hay, để lại cho anh em một like, một share, lượng đăng ký để ủng hộ em nha các bạn. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha. Bye bye.